Hello, xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh 3T Tech Zone của mình. Trên tay mình hiện tại là Mi Band 3 đã cài đặt bản tiếng Việt. Thì anh em thấy đây. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trở lại cái firmware gốc. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng làm nha. Đầu tiên là các bạn sẽ vào cái đường link này để tải gadget mới nhất về. Đường link này thì mình sẽ đặt ở phía dưới phần mô tả nha. Rồi các bạn tải gadget bản mới nhất về và cài đặt như bình thường. Tiếp theo là các bạn vào cái đường link nha. Tiếp theo là các bạn sẽ tải cái firmware gốc về. Cái đường link này thì mình cũng để luôn ở dưới phần mô tả. Rồi đến cái bước này thì anh em sẽ kết nối MiFit và đồng bộ như bình thường. Tiếp theo là mở app CardGap Bridge lên và kết nối với Mi Band 3 của các bạn. Rồi sau khi mà các bạn kết nối Mi Band 3 với app CardGap Bridge xong, bước tiếp theo là các bạn quay lại phần quản lý file, tìm cái file firmware mới tải về để cài đặt cho Mi Band 3 thông qua app CardGap Bridge. Bây giờ các bạn sẽ đợi cho firmware load 100% là xong. Quá trình load firmware khá là lâu, chắc khoảng mất khoảng hơn phút. Đoạn video này mình sẽ tua nhanh lên nha các bạn. Rồi xong, sau khi mà firmware đã load 100% thì Mi Band 3 của các bạn sẽ khởi động lại. Vậy là chúng ta đã cài đặt lại xong firmware gốc cho Mi Band 3. Đối với những bạn mà đã theo dõi mình trong hai video hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho Mi Band 3 ấy, thì chắc là không lạ gì cách flash firmware rồi. Đối với bạn nào mới thì các bạn vui lòng là xem lại hai cái video hướng dẫn cài tiếng Việt cho Mi Band 3. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.